Một bước tiến mới trong điều trị viêm gan đó là các nhà khoa học tại Việt Nam đã lần đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ siêu vi nano Nhật Bản để bào chế viên sủi glycophage dùng trong hỗ trợ điều trị viêm gan. Glycoalkaloid là một chất chính trong cà gai leo giúp thúc đẩy sự hình thành các enzyme giải độc gan, giúp tái tạo và phục hồi chức năng gan. Công nghệ siêu vi nano Nhật Bản giúp phân tách các hoạt chất thành kích thước siêu nhỏ, giúp cho các vi chất quý trong dược liệu tăng sinh khả dụng, tăng độ tan lên hàng nghìn lần, dễ dàng để xâm nhập tới tận từng tế bào gan bị tổn thương, làm tăng khả năng hấp thụ và giúp dưỡng chất có tác dụng lâu dài chứ không chỉ là ngắn hạn, từ đó tăng hiệu quả điều trị. Công nghệ này giúp hoạt chất phát huy tối đa tác dụng giải độc gan, ngăn ngừa viêm gan, làm chậm và giảm xơ gan, ức chế sự sao chép của virus viêm gan A và B. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.